kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện hình ảnh được cho là của 6 thiên hà cổ đại khổng lồ, và sự tồn tại của chúng có thể làm đảo lộn các lý thuyết vũ trụ học hiện tại mà con người từng biết. Trong khi sàng lọc hình ảnh thu được từ kính viễn vọng James Webb, tiến sĩ Erica Nelson thuộc Đại học Colorado Boulder và một đồng tác giả đã phát hiện ra loạt chấm mờ bất thường có màu đỏ tươi. Các chấm đỏ này biểu thị những thiên hà được cho là có tuổi đời khoảng 13,5 tỷ năm. Các tính toán cho thấy những thiên hà này chứa hàng chục đến hàng trăm tỷ ngôi sao có khối lượng bằng mặt trời, khiến chúng có kích thước tương đương dải ngân hà. Với kích thước này, chúng mâu thuẫn với 99% mô hình đại diện cho những thiên hà sơ khai trong vũ trụ. Điều này có thể khiến các nhà khoa học sẽ cần suy nghĩ lại về cách hình thành và phát triển của các thiên hà. Lý thuyết hiện tại cho rằng thiên hà ban đầu là những đám mây và bụi sao nhỏ được phát triển theo thời gian. Kính viễn vọng James Webb quan sát vũ trụ bằng ánh sáng hồng ngoại mà mắt người không nhìn thấy được. Nó cũng có khả năng phát hiện ánh sáng mờ nhạt từ các ngôi sao và thiên hà cổ đại. James Webb về cơ bản có thể nhìn ngược thời gian lên tới khoảng 13,5 tỷ năm trước. Joe Eleza, trợ lý giáo sư về thiên văn học và vật lý thiên văn tại Đại học Bang Penn và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết phát hiện mới đang đảo ngược điều mà nhiều người từng cho là những lý thuyết khoa học đã hoàn thiện. Chúng tôi gọi những vật thể này một cách không chính thức là thứ phá vỡ vũ trụ. Nó khiến toàn bộ bức tranh về sự hình thành thiên hà ban đầu bị nghi ngờ. Các phát hiện mới không phải là những thiên hà lâu đời nhất mà James Webb từng quan sát được. Năm ngoái, các nhà khoa học đã phát hiện 4 thiên hà có niên đại khoảng 350 triệu năm sau vụ nổ lớn, nhưng những thiên hà này nhỏ hơn nhiều. Tiến sĩ Emma Chapman, một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Nottingham, người không tham gia vào nghiên cứu mới nhất nói rằng cần phải quan sát thêm các phát hiện mới trước khi bác bỏ những mô hình hiện tại về vũ trụ. Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch thu thập hình ảnh quang phổ, phương pháp có thể cung cấp thông tin chính xác hơn về niên đại và cho phép ước tính khối lượng tốt hơn. Kính Hubble chụp được hình ảnh 3 thiên hà sáp nhập. Một hiện tượng thiên văn kỳ thú khác đang diễn ra trong vũ trụ được kính Hubble ghi lại. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố hình ảnh từ kính thiên văn Hubble, ghi lại cảnh 3 thiên hà nằm trong chòm sao Bootes đang sáp nhập. Quá trình này cuối cùng sẽ tạo ra một thiên hà lớn hơn. Va chạm của bộ ba được các nhà thiên văn học đặt tên là SDNSCGB10189 là sự kết hợp tương đối hiếm của 3 thiên hà hình thành sao lớn, nằm cách nhau chỉ 50.000 năm ánh sáng. Con số này nghe có vẻ khá xa, tuy nhiên, đối với các thiên hà, đó lại là khoảng cách gần bởi các thiên hà lân cận của chúng ta ở xa hơn nhiều như Andromeda, thiên hà lớn gần nhất với dải ngân hà, cách trái đất hơn 2,5 triệu năm ánh sáng. Va chạm thiên hà xảy ra khi hai hoặc nhiều thiên hà tiến đến gần nhau, đây là hiện tượng không hiếm trong vũ trụ. Kết quả của những vụ va chạm khổng lồ này có thể khác nhau. Chúng có thể hợp nhất để tạo thành một thiên hà mới lớn hơn như trường hợp mà kính Hubble vừa chụp được, hoặc một thiên hà hủy diệt một thiên hà khác. Các ngôi sao từ mỗi thiên hà không có khả năng va chạm với nhau do khoảng cách giữa chúng rất lớn. Trung tâm của hầu hết thiên hà đều chứa một lỗ đen siêu lớn và sự hợp nhất của những con quái vật khổng lồ này có thể tạo ra sóng hấp dẫn và khiến các ngôi sao bay chệch hướng. Thông thường, nếu một thiên hà lớn va chạm với một thiên hà nhỏ hơn, thì thiên hà lớn sẽ lấy đi các ngôi sao và vật chất từ thiên hà nhỏ và giữ nguyên hầu hết hình dạng của nó. Trong những trường hợp khác, lực hấp dẫn khổng lồ liên quan đến vụ va chạm có thể kéo giãn một hoặc cả hai thiên hà thành những hình thù kỳ lạ. Thiên hà chứa trái đất của chúng ta, dải ngân hà, sẽ va chạm với thiên hà Andromeda trong khoảng 4 tỷ năm nữa. Vụ va chạm này cũng có thể liên quan đến thiên hà Chianvulum ở gần đó. Nó là một thiên hà xoắn ốc cách trái đất gần 3 triệu năm ánh sáng trong chòm sao tam giác. Góc nhìn đáng kinh ngạc của cột sáng thế được chụp bởi kính viễn vọng James Webb. Đây là một trong những bức ảnh nổi tiếng của kính Hubble, với màu sắc và chiều sâu được cải thiện nhờ loạt thiết bị hiện đại của kính viễn vọng trị giá 10 tỷ USD. Cột sáng thế là những đám mây khí hydro và bụi lạnh dày đặc trong tinh vân Đại Bàng thuộc chòm sao Serpence, cách trái đất khoảng 6.500 năm ánh sáng. Khu vực này được đặt tên sáng thế bởi những đám mây khí vẫn trong quá trình hình thành sao mới. Một số người còn so sánh hình ảnh này khá giống bàn tay người. Hình ảnh cột sáng thế của James Webb có nhiều màu sắc khác nhau, tượng trưng cho các khu vực của tinh vân Đại Bàng. Bức ảnh kết hợp dữ liệu từ camera hồng ngoại gần Near Cam và camera hồng ngoại tầm trung MIRI.
Mỗi màu sắc trong bức ảnh ứng với bức sóng hồng ngoại được ghi nhận bởi James Webb, chi tiết mà mắt người không thể nhìn thấy. Theo Inverse, màu cam thể hiện vùng bụi phân tán trong không gian, là nơi hình thành những ngôi sao mới. Chúng tập trung vào cột lớn nhất, lệch về bên phải. Dữ liệu này chỉ được ghi nhận bởi MIRI. Trong khi đó, dữ liệu của Near Cam cho thấy sự phân bổ các ngôi sao xung quanh cột và trong tinh vân. Kết hợp hai hình ảnh, người xem có thể thấy chi tiết các ngôi sao và khu vực đang hình thành sao mới. Ước tính những ngôi sao này chỉ khoảng vài trăm nghìn năm tuổi và sẽ tiếp tục hình thành trong hàng triệu năm tới. Trước đó vào tháng 10, nhà vật lý thiên văn Roger Winthrop đã chia sẻ hai hình ảnh riêng biệt của cột sáng thế khi chụp bởi MIRI và Near Cam. Theo Winthrop, bức xạ của các ngôi sao già đã góp phần định hình mây khí thành những cây cột. Chúng năng và hình thành sớm hơn mặt trời, chính những bức xạ cực tím màu xanh trong hàng triệu năm đã tạo nên hình dáng những cây cột này. Cột sáng thế lần đầu thu hút sự chú ý vào năm 1995 nhờ hình ảnh gửi về từ kính viễn vọng Hubble. Đây được xem là một trong những bức ảnh vũ trụ ấn tượng nhất. Đến năm nay, hình ảnh từ James Webb đã cho người xem những góc nhìn hoàn toàn mới về khu vực này. Nhờ được trang bị những công cụ hiện đại, giúp James Webb thu thập nhiều chi tiết hơn so với Hubble. Phát hiện hố đen nuốt chửng ngôi sao, cách xa trái đất 250 triệu năm ánh sáng. Một lỗ đen khổng lồ đã bị NASA bắt gặp, đang phá hủy một ngôi sao gần đó. Lỗ đen này là trung tâm của một thiên hà cách trái đất 250 triệu năm ánh sáng. Đây là lỗ đen thứ 5 từng được quan sát thấy đang nuốt chửng một ngôi sao. Khi ngôi sao đến quá gần lỗ đen, một lượng lớn lực hấp dẫn sẽ hút ngôi sao vào trong đó và tạo ra sự kiện gián đoạn thủy triều. Sau khi ngôi sao bị lực hấp dẫn của lỗ đen xuyên qua, nó tạo thành một cấu trúc ánh sáng cực nóng xung quanh lỗ đen. Điều này được các nhà thiên văn học gọi là corona. Vệ tinh New Star của NASA là kính viễn vọng không gian nhạy nhất có khả năng quan sát các bước sóng ánh sáng này. Quá trình hủy diệt của một ngôi sao từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Mặc dù khá ngắn ngủi, nhưng sự kiện này mang đến cho các nhà thiên văn học cái nhìn sâu sắc về cách lỗ đen có thể thao túng các vật chất xung quanh chúng, đồng thời tạo ra những màn trình diễn ánh sáng đáng kinh ngạc khi nó diễn ra. Các lỗ đen được bao quanh bởi hàng tỷ km khí nóng, phải mất hàng trăm, đôi khi hàng nghìn năm để hình thành. Hiện tại thiên văn học hiện đại vẫn biết rất ít về những khối khí này, nhưng họ nghĩ rằng các dòng khí kéo dài và di chuyển trong quá trình hủy diệt của một ngôi sao quay quanh lỗ đen sẽ va chạm với chính nó,